mình. Vừa quyển sách, đèn hiệu cài dây an toàn vừa tắt, nhưng nếu không có việc rời khỏi... Nhưng nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, xin quý khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay đi vào khu vực thời tiết nhộn động. Đây là chuyến bay không hút thuốc, tất cả các khu vực đều gắn thiết bị báo khói ngay cả trong phòng vệ sinh. Ngoài ra, để giữ gìn vệ sinh máy bay, xin quý khách vui lòng để rác và kẹo cao su vào túi giấy đặt ở phía ghế phía trước. Sau đây, chúng tôi sẽ phục vụ các mặt hàng trên chuyến bay như suất ăn, thức uống và các mặt hàng miễn. Khách vui lòng tham khảo thực đơn và tạp chí được đặt trong túi ghế phía trước. Đối với quý khách đã đặt trước suất ăn, xin vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay để tiếp viên tiện việc phục vụ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the button signal sign has been turned off. For your safety, please keep your seatbelt fastened, as we may experience turbulence. This is non-smoking flight. Smoking detector are stored in every part of the aircraft, including lavatory. To keep our aircraft tidy, please put rubbing and chewing gum in an air sickness bag. We will begin the in-flight.